Ngô Thanh Vân bất ngờ xuất hiện với vòng hai to bất thường, nghi vấn đang mang thai con đầu lòng. Sau khoảng thời gian dài kết hôn, vợ chồng Ngô Thanh Vân, Huy Trần đã sẵn sàng chào đón nhóc tỳ đầu lòng. Không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp thăng hoa, Ngô Thanh Vân còn khiến cộng đồng mạng phải bày tỏ sự ghen tị khi có mối tình đẹp như mơ cùng ông xã kém 11 tuổi Huy Trần. Sau 2 năm hẹn hò lãng mạn, cả hai đã chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 5 năm 2022 trong sự chứng kiến và chúc phúc từ gia đình và đông đảo bạn bè thân thiết. Hậu kết hôn, mọi khoảnh khắc trong đời sống thường nhật của cặp đôi luôn nhận về sự chú ý và quan tâm đặc biệt từ đông đảo người hâm mộ. Mới đây, trên trang TikTok cá nhân của ông xã, Ngô Thanh Vân đã được dịp khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên khi xuất hiện với vòng hai to bất thường. Không còn body mảnh mai đáng ngưỡng mộ như trước, Ngô Thanh Vân ở thời điểm hiện tại gây chú ý với thân hình có phần đầy đặn và chiếc bụng lùm lùm, thấy rõ làm dấy lên nghi vấn đang mang thai nhóc tỳ đầy lòng ở độ tuổi U50. Bên cạnh đó, một số người hâm mộ cũng vô cùng tinh mắt chỉ điểm được nữ diễn viên đã có sự thay đổi lớn trong phong cách ăn mặc hàng ngày. Điều này góp phần khẳng định tin đồn đang mang thai là sự thật. Cụ thể, vốn ưa thích và thường xuyên diện trang phục chiếc eo, trong khoảng thời gian gần đây Ngô Thanh Vân bỗng chốc chuyển sang dùng những thiết kế có phần kín đáo, rộng rãi để giấu bụng. Kèm theo đó, đã nữ màn ảnh Việt cũng gây chú ý khi chia sẻ lên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái ẩn ý về sự xuất hiện của một điều đặc biệt khiến netizen không khỏi đoán già đoán non. Ngô Thanh Vân, Huy Trần được biết đến là một trong những tổ ấm viên mãn nhất nhì làng giải trí Việt. Sau đám cưới, người đẹp 7X và ông xã kém tuổi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ khi có cuộc sống hôn nhân đầy ngọt ngào. Dù luôn bận rộn với lịch trình công việc dày đặc, thế nhưng cặp đôi vẫn luôn dành thời gian du lịch cùng nhau và thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình bể bình trên mạng xã hội. Đặc biệt, kể từ khi kết hôn, đã nữ được nhận xét là lột xác, phong cách, ngày càng trẻ trung, thời thượng nhưng cũng không kém phần dịu dàng khi sánh đôi bên ông xã Huy Trần.